Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện nhé. Các bạn thấy cái xe đạp điện chế này có đẹp không ạ? Nay mọi người được nghỉ chủ nhật, còn em thì vẫn phải cố làm nốt cái con này cho khách này. Xe đạp điện động cơ Sanyo sử dụng 2 ắc quy này. Này làm xong chắc 5 triệu cũng không bán đâu. Đấy, động cơ Sanyo. Này. Đây, nếu như các bạn chưa quen thì có thể đạp vài vòng xong rồi đi, còn không thì cứ kéo ga rồi đi luôn cũng được. Này, con này thì tốc độ khoảng 24 đến 26 km/h. Chạy thử xe này, các bạn cứ đạp vài vòng này, kéo ga là đi thôi. Phanh điện lên đấy. Phanh điện bóp điện cái này, các bạn bóp cái phanh này vào là nó ngắt điện này, không chạy nữa này. Động cơ này, nhiều bạn thắc mắc làm sao không lắp cái động cơ đằng sau, thì động cơ đằng trước nó rất là đơn giản. Sau khi các bạn lắp xong thì sau này nó thủng lốp hay thủng xăm thì các bạn rút cái rắc cắm ở đây này là các bạn thay nhấc bánh ra giống như xe đạp bình thường thôi. Còn nếu các bạn mà lắp cái động cơ về phía đằng sau như này này thì cái dây điện nó sẽ luồn qua tất cả những cái trục này, cái chắn bùn này, nó sẽ vòng cái dây điện về cái phía ắc quy này. Vì vậy mỗi lần thay xăm lốp là gần như sửa một cái xe đạp điện bình thường đấy.